Thưa quý vị, Tết Dương lịch năm nay rơi vào giữa tuần, thời gian nghỉ Tết Dương lịch có duy nhất một ngày. Bị giới hạn cả trước và sau ngày nghỉ đón năm mới, nên xu hướng của khách du lịch nội địa là tìm nơi vui chơi, giải trí gần, có thể đi về trong ngày. Bà Rịa Vũng Tàu có lợi thế nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Bộ, cũng rất gần với thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển bằng đường bộ, đường thủy đều thuận lợi, chỉ mất khoảng 2 giờ, nên càng có nhiều ưu thế để du khách chọn làm điểm đến trong dịp Tết Dương lịch. Sẵn sàng đón dòng khách nghỉ Tết Dương lịch, các doanh nghiệp và khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, dịch vụ. Cơ quan, lực lượng chức năng và các địa phương cũng tăng cường quản lý, kiểm tra về hạ tầng, dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Hơn tuần qua, các khách sạn khu du lịch ở thành phố Vũng Tàu đã tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường lực lượng phục vụ du khách, nhất là lực lượng cứu nạn, cứu hộ trên biển. Cụm khách sạn Palace Grand Dress, 40% phòng nghỉ hiện đã có khách đặt lưu trú, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Dương lịch. Một số khách sạn lớn ở bãi sau thành phố Vũng Tàu như Green, Sami, Mỹ Lệ. Tính cả khách nước ngoài trú đông và khách du lịch nội địa đăng ký phòng cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chiếm gần 80% công suất buồng phòng của khách sạn. Với cái dấu hiệu tích cực trong thời gian vừa rồi, trong dịp Giáng sinh cũng như thời điểm này, thì tôi nhận thấy là cái lượng khách xuống Vũng Tàu vào những ngày trong tuần và cuối tuần cũng tương đối đều. Chính vì vậy mà Tết Dương lịch với một số các sự kiện của thành phố đang làm cũng như một số doanh nghiệp làm thì tôi vẫn hy vọng là sẽ là một cái kích cầu cho các doanh nghiệp trong những ngày trong tuần và hy vọng là sẽ có khách. Về phía đơn vị cũng đã chuẩn bị hết các cơ sở vật chất từ dọn dẹp vệ sinh cách đây cũng khoảng cả 15 đến 20 ngày trước. Về trang hoàng thì đơn vị cũng đã làm rồi và các đơn vị khác tôi nhận thấy thì họ cũng làm mới lại từ trước Noel cả tháng để đón cái lễ Noel với lại Tết Dương lịch. Thì hy vọng rằng trong cái Tết Dương lịch này thì là lượng du khách sẽ đổ về Vũng Tàu nhiều hơn. Để thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách nghỉ dưỡng tại khách sạn dịp Tết Dương lịch, khách sạn Imperial lên kế hoạch tổ chức các chương trình vui chơi, du lịch ẩm thực khác biệt hơn ngày thường, như tiệc BBQ buffet hải sản chào năm mới trên bãi biển vào tối ngày 31 tháng 12, tiệc âm nhạc cao đao ngoài trời với rất nhiều tiết mục nghệ thuật do ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn. Hàng năm chúng tôi có tổ chức buổi tiệc đếm ngược với các nội dung sôi động chào đón năm mới vào tối ngày 31 tháng 12 tại bãi biển riêng của khách sạn. Đó là khoảng thời gian thú vị mà chúng tôi chào đón mọi người tham gia. Về phía cơ quan, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu cũng tăng cường làm sạch bãi biển nơi công cộng, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện, phương tiện bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố, các phường có liên quan để tổ chức ứng trực tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bình ổn giá cả dịch vụ và đặc biệt là bảo vệ an toàn cho du khách và nhân dân vui chơi tắm biển trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch năm 2020. Thời điểm cuối năm và đón năm mới, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có gió chướng mạnh kết hợp chiều cường, tạo nhiều ao xoáy và dòng chảy nguy hiểm. Nên để bảo đảm an toàn cho khách, Sở Du lịch đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Du lịch các địa phương, các khu du lịch, bãi tắm, tăng cường lực lượng cứu hộ và các phương tiện cứu đuối trên bãi tắm, thường xuyên theo dõi ao xoáy dịch chuyển, cắm cờ hiệu và phao khoanh vùng cảnh báo, không cho du khách tắm biển ban đêm, trực cứu hộ bờ biển từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày, tăng cường tuần tra các bãi tắm, khu vực công cộng, không cho khách tụ tập ăn uống, xả rác. Thanh tra sở sẽ phối hợp công an tỉnh, thuế, kiểm tra hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, lữ hành, dịch vụ biển, kết hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về du lịch, đồng thời xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cơ sở cá nhân cố tình vi phạm, làm xấu hình ảnh du lịch của tỉnh.